biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình diệu êm. Khi em cất tiếng khúc chào đời bên môi, buồn vui như cơn gió thoáng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tên. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời buồn vui trong mắt, nồng nàn từ con tim xôn xao dòng nước mắt suốt mặt trời dịu êm. Khi em đã có nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió xa xôi. Khi ta bỗng thấy tôi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc tình buồn tên. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng con tim xuân sao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ hồng ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt là mặt trời siêu
chia tay giã từ. Hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh. Ninh Thị Hằng, một ca khúc với giọng hát vô cùng ngọt ngào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm. Xin mời các vị quân sư. Cảm ơn ba vị quân sư. Dạ, khi nãy thì em thấy ca sĩ Quang Hà có chỉ đạo diễn xuất cho Ninh Thị Hằng và anh có chỉ qua này, diễn kia. Dạ, bây giờ thì anh hãy chia sẻ cảm nhận của mình như thế nào ạ? Ninh Thị Hằng, em phải cảm ơn chương trình vừa rồi cho em một cái sân khấu đẹp vô cùng. Em như một nàng công chúa tuyết bước ra và kể cái câu chuyện của tình của mình với những ca từ rất ngọt ngào, rất là sâu lắng. Từng câu, từng chữ em hát, em lấy hơi,
Nói chung là rất là trọn vẹn. Nói chung là anh thấy tiết mục này rất là hoàn hảo, không có sự khoảng cách giữa người trình diễn và người khán giả. Đó là cái tiết mục thành công. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Dạ, bây giờ thì trên sân khấu chúng ta có nàng công chúa Tuyết rồi. Ông già Noel cảm nhận như thế nào? Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Trong cái bài hát nhạc tình vừa rồi á, em hát về mùa Giáng sinh, nhưng vẫn đâu đó một vài chữ á, em vẫn mang hơi hướng truyền thống trong đó. Cho nên đây là một cái xây dựng cho em. Nếu sau này em hát những cái bài hát tình ca thì em phải tập kỹ hơn nữa để cho cái bài nhạc tình nó trọn vẹn hơn, và người ta không thấy một chút truyền thống nào trong cái ca từ hoặc là trong cái câu hát nhỏ nào của em thể hiện. Chúc mừng em tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn anh Việt ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời chị. Chị cảm thấy rằng là hôm nay cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tổng thể dàn dựng đã làm cho em một cái tiết mục hòa quyện cùng với giọng ca của em rất tốt, và em đã thể hiện đẹp một bài hát, người lắng nghe cũng cảm thấy là sâu lắng rất nhiều. Chúc mừng em, tiết mục đã thành công tốt đẹp. Dạ, em cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin được cảm ơn chị Thanh Hằng và xin được cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì sẽ đến với phần tiết lộ điểm từ vị quân sư khách mời là ca sĩ Quang Hà. Xin mời anh Quang Hà. 10 điểm. Tuyết ơi. Dạ, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Tuy nhiên, công chúa Tuyết ơi, còn ông già Noel khó tính nữa. Rồi còn bên cạnh nữa là còn có nghệ sĩ Thanh Hằng nữa. Thì lát nữa đây, chúng ta hãy cùng hạ hội xem là kết quả như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúc mừng Địch Thanh Hằng một lần nữa nè. Chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi, từng giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu ướt đẫm đêm màu, từng giọt rơi mau tạt vào đêm thâu. Từng giọt mưa rơi tái muôn trùng, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ta mang u mê đi giữa trần gian. Ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang, bước qua trên vai giọt ngắn giọt dài, để làn tóc rối cỏ dại thân tôi. Tôi yêu em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoen ngọc ngà thân em. Khi xưa đưa em qua phố ướt đẫm, cuộc tình trong vắng giờ là hư không. Xưa em hãy quên nên đã theo chồng, để lại cuối phố một tràng lông bông. Từng giọt mưa rơi tái tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ôi cơn mưa tôi lấp đánh cuộc si, nhìn nàng ngọc ngà thân xa bờ mi. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian giàu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa mà đi rơi tầm ta hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giã. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắp tim chàng giây phút lơ là, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa. Để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuộc si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ mi. Dài
giọt mưa rơi tái tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ta mang u mê đi giữa trần gian, ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang. Chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay ạ. À. Ngân. Ủa thấy đẹp trai quá rồi, tính làm quen hay em? Dạ cái năng lượng mà này nó hút em. Mời em giao lưu đi. Đầu tiên thì có lẽ là xin được mời ba người chơi của chúng ta tự giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Lời nói đầu tiên thì xin cho phép em Minh Hoàng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Dạ ba anh chị quân sư cũng như là hai anh chị MC của chúng ta ngày hôm nay ạ. À. Người tiếp theo, lời đầu tiên cho phép Nguyễn Đình Tuấn Dũng xin gửi đến tất cả các quý vị khán giả, ban quân sư, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Còn chàng trai quý chứ á trời này. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Đăng Quân Pino xin được gửi tới lời chào đến ba anh chị, cũng như là hai anh chị MC và tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đăng Quân. Dạ là Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Dạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ trao điểm ba người chơi đầu tiên. Lát nữa đây thì số điểm của ca sĩ Tú My sẽ được công bố ở vòng này. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ được giữ tới cuối chương trình ạ. Và bây giờ thì xin mời những vị quân sư chúng ta sẽ có những chia sẻ với phần biểu diễn vừa rồi. Và xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh ạ. Đầu tiên là bạn áo vàng ha, rất là đẹp trai. Thật sự em có một cái ưu điểm là một cái dốc dáng rất là ca sĩ. Bước ra là, em biết không, đã là nghề này bước ra 50% là nhìn trước. Nhìn trước rồi người ta mới thưởng thức giọng hát của mình sao. Cho nên là cái đầu tiên bắt mắt, rất là bắt mắt ha Việt ha, rất là đẹp. Tuấn Dũng, chiều cao ở đây của em không có phải bằng hai bạn kế bên. Nhưng tự em, từ cái bản lĩnh sân khấu của em, từ cái duyên dáng của em, cái tự tin của em, cái chị cảm giác em cao bằng các bạn kia. Đó là hình thức. Còn bạn bên đây, em rất là khôn khéo khi mà em chọn như chị. Mình lấp lánh là được nha em nha. Lên sân khấu kệ nó, bây giờ cái gì tính sao, mình cứ để người ta bắt mắt mình trước. Chơi như vậy là chị thích đó nha. Hai chị em mình bằng nhau rồi nha. Chị có mấy hộ, còn em là từ trên dưới kim tiếng hết nha. Thôi, và chị chúc mừng ba em với mắt chị. Ba đứa hôm nay hay, đẹp và chị rất thích. Cảm ơn những nhận xét đến từ chị Kiều Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của người đàn ông đẹp nhất ở trong các vị quân sư. Đó. Đúng rồi. Em mong là anh Việt sẽ công bằng nha. Không phải là vì Minh Hoàng mặc cái màu áo giống anh mà anh sẽ ưu ái cho bạn ấy đâu ạ. Cái ngoại hình của em và giọng hát của em rất là giống anh Điệp Đăng Trường. Nói cũng giống nữa, nhất là cái giọng nói y chang luôn. Dạ, thực sự thì em cũng tiết lộ luôn cho ban quân sư cũng như quý vị khán giả. Thì trước đây em cũng đã từng tham gia chương trình về giống thần tượng anh Đăng Trường. Và cũng đã có thứ hạng cao trong chương trình. Có nhiều khán giả hỏi tại sao Hoàng cứ đi tham gia chương trình này chương trình kia, trong khi cái giọng của Hoàng đã giống anh Đăng Trường rồi mà cứ đi tham gia như vậy. Nhân đây em cũng muốn gửi lời đến tất cả quý vị khán giả là em muốn tất cả mọi người biết đến em, một ca sĩ Minh Hoàng, fan ruột của anh Đăng Trường, chứ không phải là một phiên bản nào của anh Đăng Trường cả. Dạ. Yeah. Wow. Wow. Thật sự anh đánh giá rất là cao điều đó. Tại vì khi chúng ta đủ nhận biết, nhất là trong nghệ thuật, trong âm nhạc, trong cái cách biểu diễn của mình, thì mình không muốn là một phiên bản của ai cả. Chính vì điều đó nên anh cũng muốn góp ý Minh Hoàng á, em hãy thoát khỏi ra đi, em hãy hát với chính cái giọng của em. Tiếng hát, tiếng nói của em cũng đã nói lên hết tất cả những cái tiết mục vừa rồi. Bây giờ đến Đăng Quân, hình như là em có tập nhảy đúng không? Anh có thể là làm cái beatbox cho em có nhảy một tí xíu để em chiêu đãi khán giả của người hát tình ca hôm nay được không? Cái bộ đồ đó mình nhảy nó sẽ
tạo cái bước nhảy nhiều, cái bước lung linh hơn nhiều ha. Và người ta để ý nhiều. Hồi nãy em chơi hai cái bài có cái tiết điệu cha 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 như vậy mà em không nhảy để cho em nổi bật hơn lên là rất là uổng, rất là phí luôn á. Sau này em có biểu diễn nhiều á, em phải phối hợp với cái thế mạnh của em là em biết vũ đạo. Anh nghĩ điều đó nó cũng sẽ giúp em rất là nhiều. Người ta vừa nghe và vừa xem sẽ hấp dẫn ha. Còn về Tuấn Dũng, tiếng hát của em ra chinh phục ngay và nó rất là chắc. Cho nên anh cũng mong muốn rằng sẽ đón nhận em một tiết mục tiếp theo. Sẽ muốn thưởng thức tiếng hát của em thêm nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của Vân Sư, Vũ Quốc Việt. Bé My ơi, gia đình, đại diện gia đình hãy chia sẻ nào. Xin chúc mừng ba bạn với màn trình diễn vừa rồi. Nhìn chung thì cái màn trình diễn vừa rồi rất là hòa quyện. Cho phép My nhận xét về bạn Minh Hoàng trước nha. Bạn trình diễn tương đối là tròn trịa. Tuy nhiên rằng là cái sự tự tin ấy hình như là nó hơi thiếu chút xíu. Và My mong rằng là cái phần biểu diễn sau của bạn ấy, bạn cố gắng bình tĩnh hơn. Bạn Tuấn Dũng, khi mà bạn cất giọng hát lên phải nói rằng là rất là thuyết phục và rất là bắt tai người xem. Bạn chinh phục người xem bằng cái bản lĩnh của bạn. Khi mà những nốt cao, nốt thấp bạn đều tròn trịa hết, cột hơi rất là chắc, cộng thêm bản lĩnh sân khấu của bạn nữa. Bạn nên duy trì và phát huy thêm nhé. Chúc mừng bạn Đăng Quân. Bạn rất là nghệ sĩ trong cái trang phục của bạn. Phải nói bạn ra đây là chỉ là đối thủ của chị Kiều Anh thôi chứ không ai là đối thủ của bạn cả. Thì khi mà bạn trình diễn, đâu đó cũng thấy trong bạn nó có những cái tính nghệ sĩ. Tuy nhiên rằng là chú ý vào cao độ, chú ý về cục hơi, bạn cố gắng hát rõ lời hơn và lực hơn. Nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những nhận xét của ca sĩ Tommy. Và bây giờ thì ca sĩ Tommy sẽ công bố số điểm mà Tommy dành cho cả ba người chơi. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ giữ đến cuối chương trình ạ. Xin mời Tommy. Và người đầu tiên là người chơi Minh Hoàng. Bạn Minh Hoàng, My xin gửi bạn 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Chúc mừng Minh Hoàng. Và tiếp theo là Tuấn Dũng, chàng trai rất là lịch lãm, đầy bản lĩnh. Bạn Tuấn Dũng, 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm Tuấn Dũng cho bản lĩnh sân khấu của Tuấn Dũng. Và tiếp theo đó là Đăng Quân. Và Đăng Quân 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Cảm ơn quân sư Tommy. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của ba chàng trai này, đúng không ạ? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ba người chơi Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát, cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi rằng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vỡ. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát
mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi rằng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạy lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vỡ. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông, dòng đời không êm ái như dòng sông. Người chơi của chúng ta như vậy là đã hoàn thành xong thử thách hát nối mang tính quyết định cho đêm nay rồi. Chúc mừng cả ba bạn nha. Ngay bây giờ xin được mời ba vị quân sư đến với phần trao điểm. Xin mời. Dạ, phần trao điểm đã hết ạ. Tới bây giờ thì nữ hoàng thân thiện. Ok, cái bài này là phải nói là nó thuộc về Tân rồi Tân ơi. Bạn lên cái đoạn cao á, Vi bị nổi da gà luôn á. Lâu lắm rồi Vi mới có được cái cảm giác khi mà ngồi nghe hát live mà nổi da gà. Tại vì bạn lên nó mượt quá, nghe nó đã dễ sợ đã luôn á. Cho nên là riêng đối với bài hát này á, thì Vi rất là thích cái giọng của Tân. Nghe rất là mượt. Và đối với My á, thì có vẻ như là My đã rút được kinh nghiệm từ cái bài trước rồi. Cho nên là Vi nghe rõ ràng thấy được cái sự nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn trong cái việc bạn thể hiện trong cái bài hát này, rất là hay. Còn Roy thì đẹp trai. Đẹp trai. không những đẹp trai đâu, nhưng mà hát cũng rất là tình cảm trong bài hát này. Cho nên là xin chúc mừng ba bạn đã hát cái thành công cái bài hát tuổi thơ của Vi. Cái bài này hồi xưa lúc mà mới biết yêu á, Vi thích dữ lắm. Cho nên là thank you so much. Hát quá hay quá. Dạ, mình có nói luôn số điểm luôn mà. Chị Vi muốn công bố luôn không? Hay là đợi anh Việt với lại Châu Đăng Khoa nhận xét xong rồi chị công bố cũng được ạ? Do chị thôi ạ. Lúc nãy thì chị Vi có nói là lúc chị Vi mới yêu thì Vi thích bài này. Còn mà khi Khoa mới biết yêu á, Khoa thích lúc mới yêu của chị Vi. Dạ. Lại là một màn chia sẻ cảm không xúc. Chia sẻ sự chân thành luôn, mọi người nhìn vào ánh mắt em đẹp. Em cũng mê bài đó của chị nữa. Cảm ơn em. Ủa, Phương Vi đang họp fan club ở đây hả mọi người? À, dạ đúng rồi ạ. Đầu tiên nói về Tân đi. Đúng như chị Vy nói, cái đoạn chuyển của em nó mượt mà kinh khủng khiếp. Và em ơi, em không có cần phải cố gắng để thoát ra hình ảnh của chị à hay gì cả. Em hãy cứ xem đó như là một cái món quà vui mà em tặng khán giả thôi. Còn cái giọng riêng của em mà đã nói rồi, em có làm gì nó cũng hay. Thật sự là như vậy luôn. Em say mê, em hát đến nỗi mà em quên bước xuống luôn. Nhưng mà không sao cả, tại vì cái phần hát quá tuyệt vời đó, đã cứu lại tất cả. Còn My, đúng như là chị Vy nói lúc nãy luôn á, là rút được kinh nghiệm liền ngay lập tức.
Nhưng mà em cũng đừng có vì thế mà đánh mất chính mình nha. Cái chuyện mà mình kiểm soát nó thái quá, nó mang tới lại những cái kết quả khác nhau đó. Hiểu ý anh không? Có nghĩa là mình kiểm soát nhưng mà mình vẫn phải là chính mình. Còn Roy, có thể hôm nay em gặp hai đối thủ hơi mạnh. Nhìn em có một sức hút rất là đặc biệt luôn. Và cái điều này là không phải ai cũng có đâu. Anh rất là hy vọng là em phải tự tin hơn vào cái giọng hát của mình nữa. Ví dụ những cái phần feel sau mà ví dụ như mà em mà tăng thêm 20% công lực nữa chẳng hạn, để cho nó bứt phá hơn hẳn. Trong mắt anh đó là ba bạn đúng là cân tài cân sức luôn và rất là khó chọn luôn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Châu Đông Khoa. Dạ, anh Vũ Quốc Việt có vẻ như là ngư ông đắc lợi nha. Ba bạn này á khác nhau nhưng mà hòa quyện vào nhau. Anh Việt chỉ có tiếc cái là biết sao, ở dưới chân chúng ta đạo cụ là những cái đóa hoa, chúng ta hơi bị thờ ơ. Có một điều rất buồn cười là lúc mà Thảo My bước xuống á thì thấy Tân không bước xuống. Đúng ra em là diễn viên á, em cứ tự nhiên đi kệ ảnh, hiểu không? Mình xuống mình diễn với bạn này giống như là một cái kịch bản khác. Em cứ chờ và đâm ra cái chỗ đó nó bị hờ hững. Nhưng mà em nghĩ là do bé My á, bạn ấy chân thành quá. Sợ bạn Tân là sai. Sợ bị sai nên là nhắc bạn, đó là một cái ý tốt. Cho nên là mỗi người cũng có cái ưu và cái khuyết trong cái bài này. Cho nên sẽ... Xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Châu và xin được chúc mừng Việt Khải cùng với Ngô Hằng. Và xin mời ba vị quân sư sẽ đến với phần trao điểm. Xin mời. Và đồng thời đây cũng sẽ là thời gian mà 100 vị khán giả theo dõi trực tiếp tại phim trường sẽ đưa ra lượt bình chọn của mình. Mỗi một lượt bình chọn của quý vị sẽ tương ứng với 0,1 điểm. Thời gian những vị quân sư trao điểm cũng đã hết và thời gian bình chọn của quý vị khán giả cũng đã khép lại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin mời anh. Ngô Hằng á, hát quyện theo chị Hoàng Châu ghê gớm lắm. Nhưng mà nó có một cái là biết gì không? Việt Khải á, là trúng mánh. Sao mấy cái đoạn mà chia cho em á, cứ nghĩ á, là em không hát được. Nhưng mà em lại hát rất là vô. Câu nào cái lượm câu đó. Rồi ba người hòa quyện nhau. Cho nên cái bài hát này nó tạo nên một cái bức tranh đồng quê rất là gần gũi. Cảm ơn các bạn đã gửi đến tiết mục này rất là hay. Cảm ơn những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm là ai sẽ là người chiến thắng trong chủ đề cuộc sống muôn màu ngày hôm nay. Một người có số điểm là 36,8 và một người có số điểm 37,8. Và người chiến thắng trong chủ đề cuộc sống muôn màu xin được gọi tên, đó là Việt Khải. Chúc mừng. Sương trắng bay bay trên đồng lúa vàng, thân cò chào lượn nắng mới khắp miền quê. Cầu dương dài nhịp nhàng cùng chim sáo, ruộng lúa reo vang sương mai bừng sáng. Nếm chín ăn nhã quê thân mi miều, bên tre chiều hà nghe ngân kém gì ai. Em kiên giá ngọt ngào mời anh xuống, về mỹ tho lòng em cần thơ nghe thơm đèn hương. Chim sáo nào đưa duyên mai mối thuyền hoa dân quê mình vui quá. Về cô
tạo ra bao niềm thơ trong mây lá. Bờ dâu xanh cô gái hát em, tầm mái trên người anh dần mẹ hiền, lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng thôi chờ mong tìm hồ cô gái bên cửa. Thôn xóm để chung vui ngày mùa, đường về thôn nguyện chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó. Chúc mừng phần thể hiện rất tuyệt vời tam ca của ba chàng trai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để nghe các con tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được gửi lời chào đến ba chú nhân sư ở đây và các khán giả đang theo dõi trên truyền hình. Một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Quá chuyên nghiệp nha. Khoan khoan, hồi nãy con nói cái gì? Nhân sư hả hay quân dạ, sư? Dạ nhân sư. Nhân quân sư con ơi. Nhân sư là nhân con sư mà mấy con dạ. Mà ở trước cửa mà há miệng á con. Này là quân lộ, sư con. Dạ quân sư. Không sao ạ, chỉ là một chút lỗi về từ ngữ thôi. Tưởng con nói tổ chú giữ như sư tử chứ. Không có hiền khô à. Quân sư. Lời đầu tiên cho phép con xin kính gửi lời chào đến ba vị quân sư và hai cô chú MC và tất cả mọi người đang xem chương trình Người Hát Tình Ca. Dạ vâng, con xin tự giới thiệu, con tên là Dương Khang Sĩ Luân và con đến từ Nghệ An ạ. Tên là Sĩ Luân đến từ Nghệ An, rồi con. Dạ, con xin chào ba chú quân sư và quý vị khán giả và hai chú MC. Một lời chào sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Đúng lắm con, chính xác rồi. Dạ, tiếp đi nào. À, chú Kiều Ngân có muốn phát biểu gì không? Ai biểu chú mặc vest chi, thì con kêu vậy là đúng rồi. Bây giờ thì xin mời ba chú quân sư trao điểm ạ, xin mời ạ. Và bây giờ thì xin được mời chú Vũ Quốc Việt hãy chia sẻ cảm nhận của chú như thế nào về ba chàng trai áo trắng này. Dạ. Cái bài hát vừa rồi là nó thuộc là làn điệu miền Tây Nam Bộ. Chú rất là khen ngợi bạn Sĩ Luân á, là vì con là người miền Trung Bắc Bộ mà con hát được cái bài này nó suông á, nó tròn trịa, đó là một cái điều rất là đáng mừng. Em vâng, rất cảm ơn chú. Còn Vũ Phong và Quốc Dương á, là cái giọng hát á, ông trời ông cho là rất là ăn mic nha. Hát vô micro là nghe nó rất là có lực và bén lắm. Có nghĩa là người ta phải tập trung liền. Ví dụ mình có lơ đãng gì đâu, nghe hai con hát cái là phải nhìn liền. Đó là một cái mà gọi là trời phú cho chúng ta có cái giọng hát đó. Thì chú mong rằng tiết mục tiếp theo nữa ba tụi con sẽ tỏa sáng và chú sẽ đánh giá nhiều hơn và có số điểm cao hơn. Cảm ơn ba con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn anh Quốc Việt. Không biết là với ca sĩ Quốc Đại, một người anh, một người chú, một người thầy thì sẽ nhìn nhận về tiết mục này như thế nào đây ạ? Xin mời anh Quốc Đại. Hôm nay thì tiết mục này của ba đứa con thì đối với chú là vừa tròn Phong và Dương. Thì có một cái sự hừng hực, một cái sự hào sảng của người miền Nam. Thì ở Sĩ Luân, chú thấy một cái sự hơi mềm mại một xíu. Chắc là con phải lo tập trung về cái phát âm nữa. Nên con hơi rụt rè và an toàn ở ca khúc này một xíu. Nhưng mà chú rất là thích chất giọng của con. Tôi vẫn cảm ơn chú đó. Nhắc một xíu, khi mà mới vô câu đầu tiên, sương trắng bye bye. Bye bye chứ không phải là bay bay. Đôi khi là con cái phát âm về vùng miền nó sẽ là khó với con. Con chỉ bị cái hai chữ bay bay đầu thôi. Chúc mừng ba đứa con có một tiết mục đối với chú là vừa tròn vừa đẹp. Cảm ơn chú Quốc Đại. Cái phần ca thì hai chú đã nhận xét rồi. Thì chú sẽ nhận xét về cái phần trình diễn của các bạn ha.
Trong ba bạn, chú Phát thấy là bạn Sĩ Luân là có cái sự thoải mái nhất định. Đúng nghĩa đó là tôi đang xúc động tinh thần của mọi người lên để mà cùng ra đồng và lao vào việc đồng án. Nghe bạn hát nó mở ra một cái mình cảm thấy là cái tinh thần đây rồi. Mà mình tự nhiên mình cảm thấy là mình muốn lao xuống ruộng, mình gặt lúa liền vậy đó. Phong và Dương thì về cái sự trình diễn với cái tinh thần của bài này thì theo chú Phát cảm nhận các con chưa có thoải mái lắm trong cái tinh thần thể hiện. Đúng nghĩa là các con là anh Sĩ Luân hát, các con là đi ra gặt lúa đó. Đúng là rất là ngầu, rất là lực điền. Không, mạnh mẽ không đi ra gặt lúa giờ. Bên kia người ta hát, người ta thải lúa đã thải, còn này ra gặt. Gặt rồi gặt đứng hát hoài. Con làm rất là tốt rồi, nhưng mà tinh thần nếu như là nó mềm mỏng hơn, nó thoải mái hơn chút xíu, cơ mặt nó giãn ra chút xíu thì chú nghĩ là cái bài này tuyệt vời. Ha, chúc mừng ba bạn. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe điểm của chú Đại dành cho ba con ha. Hồi nãy chú nói là tiết mục vừa rồi là các con làm vừa tròn thì chú cho cả ba con 9 điểm. Cảm ơn chú. Rất là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Vào vòng trong thì các con sẽ cố gắng hơn ha, thể hiện tốt hơn. Vô vòng trong mình sẽ bứt phá hơn đúng không? Bây giờ 1, 2, 3 đồng ý quyết thắng nha. 1, 2, 3 quyết thắng. Tần cỡ khuya sớm để kiếm miếng ăn khổ nhau. Cả đời mẹ chẳng có gì ngoài những phiền lo. Dòng đời vốn nguy khó, chẳng thương xót cho cánh cỏ tỏ phai màu. Ôm đau nhiều tuổi xuân về chiều, mẹ cũng có chỉ dám mong ngày hai bước em. Mẹ buồn đám giấc mơ cho con, mong con khôn lớn tương lai vẫn còn. Mà còn về gia nhân là mẹ thất vọng. Mẹ yêu ơi con xin lỗi, đời mẹ đã phải qua khổ cực xa như mà con không. Con thấu hiểu
Phong đang còn rất là xúc động nè. Khi mà thể hiện ca khúc này, con đã có suy nghĩ như thế nào nè? Bài này thì nói về mẹ của con, cũng giống như là cuộc sống của mẹ con. Mẹ con luôn chăm sóc con và giúp đỡ con trong sự nghiệp. Mẹ con chỉ mong con ngày hai bữa cơm. Mỗi lần mẹ con không có cơm ăn nhưng mẹ vẫn nhường luôn cho con ăn. Đó. Nhận ra cái lỗi thì con sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Tại qua cái cách hát đó anh Đại, em cảm nhận là Phong là một người rất là hiểu chuyện, chững chạc và trưởng thành hơn cái độ tuổi của Phong nhiều á. Có một cái vấn đề bây giờ chúng ta còn phải hiểu chuyện là chúng ta phải chấm điểm trước khi chúng ta nhận xét. Đại cảm xúc quá. Cảm xúc quá. Bây giờ chúng ta phải hiểu chuyện này trước. Cảm ơn ba vị quân sư. Bây giờ mình chỉ còn một thành viên nữa thôi trong hội đồng ba chú quân sư, đó chính là chú Vũ Quốc Việt. Chú cảm ơn Vũ Phong đã hát lên chính cái cảm xúc của mình. Đúng là một đứa trẻ ngoan con ạ. Cho nên chú không có nói gì thêm. Chú chúc mừng con và hy vọng rằng con đi cho tới hết đêm nay luôn nha. Cảm ơn Vũ Phong. Cảm ơn chú Vũ Quốc Việt, cảm ơn ba chú quân sư. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của chú Quốc Đại dành cho Vũ Phong ạ. Với bài hát này thì chú sẽ trừ điểm chú Nguyễn Hồng Thuận. Hết hồn mà làm biết hết hồn. Trừ nhiều mà nói nghiêm quá vậy. Trừ Nguyễn Hồng Thuận thôi. Chúc mừng con có một cái tiết mục đầy cảm xúc. Nhưng mà về cái kỹ thuật hát thì chú vẫn phải chấm. Những cái đoạn thấp thì con hơi yếu một xíu. Nên chú cho con 9 điểm rưỡi. Dạ, xin cảm ơn chú. Và bạn là bông hồng tỏa sáng nhất đêm nay. Không biết là những vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay nghĩ như thế nào về buổi tiệc này? Có làm cho quý vị hài lòng không ạ? Xin mời quý vị hãy cùng chấm điểm. Xin mời. Và thời gian đã hết. Cảm ơn ba vị quân sư. Bây giờ thì xin mời chị Phương Vy hãy chia sẻ cảm xúc của chị về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ. My ơi, em đẹp nhất rồi đó. Thiệt luôn đó. Quá dễ thương. Em phá vỡ cái cách mà hát cũ của cái bài này luôn, đặc biệt là những cái chỗ như aha, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây, những cái chỗ aha đó đó, thì em cho những cái attitude vào thì rất là dễ thương, rất là cute, và nó làm một người thiếu nữ rất là chủ động ở trong cái đêm tiệc của đời mình. Cho nên là chúc mừng em một cái phần biểu diễn rất là tuyệt vời. Toàn là những lời khen. Cảm ơn ca sĩ Xuân Vy. Và Châu Đăng Khoa, Cường nghĩ rằng là Châu Đăng Khoa cũng không có thể nào mà có thể chê được, đúng không? Anh cũng vừa đồng tình với chị Vy. Và anh cũng có rất nhiều điểm anh không đồng tình với chị Vy. Về tiết mục này, thứ nhất anh cảm thấy bài hát này nó không hợp với em. Em còn quá nhỏ so với bài hát này, đây một bài hát nó quá lớn so với em. Nếu mà là anh sẽ chọn cho em ca khúc ví dụ Búp Bê Không Tình Yêu chẳng hạn, làm theo cái kiểu pop rock chẳng hạn, nó sẽ rất là phù hợp. Và cái năng lượng cũng như là cái giọng của em nó sẽ được tôn lên rất là nhiều. Còn đối với anh cái bài này là nó phải có một chút lả lơi, nó phải có một chút sexy, nó hơi đàn bà, đúng rồi, nó phải đàn bà hơn. Nhưng mà em chưa đến cái tuổi đó, em giờ tuổi ăn tuổi học thôi, yêu đương cái gì. Không, đi tiệc đi đồ là cấm nha, ở nhà lo mà luyện tập nhiều vào không có được đi chơi đi đi tiệc rồi đâu á. Ủa phụ huynh ơi, phụ huynh đang là cách dự tiệc thành phụ huynh luôn rồi.
Không, thực sự là anh rất là tiếc cho cái chỗ đó. Tuy nhiên em thông minh ở cái chỗ là cái gì đó, em giao luôn, em kết nối với khán giả đó. Từ đầu chương trình tới giờ có một mình em làm cái điều đó thôi. Cần nghe những lời từ anh. Anh cũng có việc anh chia sẻ cái cảm nhận của anh với sự đồng cảm của anh. Anh thích cái bài này em diễn xuất lắm. Trời ơi, đã lắm kìa. Lúc mà em đặt cái tay lên đây rồi bung lên vậy nè, cái đoạn đó mình cảm giác giống như là cái váy này nó rất là lớn trong một cái buổi tiệc, nó lớn hơn cái phần mà vũ đạo của em á, nó cũng cộng thêm cái điểm của em hát và nó che lấp đi những cái khiếm khuyết mà lúc nãy giờ anh Châu Đăng Khoa có góp ý cho em, cho nên anh nghĩ là em sẽ được một điểm kha khá đối với anh. Thường thường mà anh Việt mà nói điểm kha khá là cao lắm luôn á. Giờ bây giờ thì xin mời ca sĩ Phương Vi hãy chia sẻ số điểm của mình dành cho Micron. My ơi, chị gửi cho em 9 điểm rưỡi nha. Em cảm ơn chị. Mùa đông như về tiếng khi niềm cứ đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dấu nghe lòng còn có bao thiết tha. Nghe thời gian chưa đi lặng thầm trên môi với những nỗi xa xa giang ngang đời người đành cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoàn cao. Lời tình si ta viết cho người đã bao lần với đôi đầu dấu yêu, dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giang ngàn đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỡ rất lạnh lùng cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỡ rất bao đêm. Lạnh lùng cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không con thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo bao trái thua nào để bầu trời hoài ngưỡng nhớ. Anh mang con tim em về luôn. Cảm ơn vũ đoàn New Sky. Không phải một mà ba làn gió mới đã thổi vào sân khấu của người hát tình ca đêm nay. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách hát nối đầu tiên của đêm nay. Và trước khi ba vị quân sư đưa ra số điểm của mình dành cho tiết mục này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với ba người chơi ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn. Bạn hãy chia sẻ một chút xíu về mình à, lời đầu tiên thì cho Jackie gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn khán giả cùng với chị Phương Vi, anh Châu Đăng Khoa và anh Vũ Quốc Việt ngay tại chương trình ngày hôm nay ạ. Em là Jackie. Dạ đúng rồi. Em là lai giữa Việt Nam và hay là em như nào? Tới bây giờ em vẫn còn đang không biết là tại sao mà ba mẹ em gặp được nhau, nhưng mà cái tổ hợp của em nó có Việt Nam, có Mỹ, có Trung Quốc và có một chút Cameroon. Oh, yeah. Chucky, yeah. Anh chàng này xuất hiện là cái visual, cái ngoại hình rất là đặc biệt rồi. Sau khi em giải thích là em có một cái tổ hợp nhiều cái dòng máu đang chảy trong người em thì chị lại càng tin hơn. Em sẽ là một màu sắc rất độc lạ mà cho buổi tối ngày hôm nay đây. Chucky là ca sĩ hả? Hay em là gì? Yeah. Dạ, em là ca sĩ. Còn cô gái à? Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ạ. Xin chào ba vị quân sư ạ. Xin chào anh, chào chị ạ.
Em tên là Tố Tố ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Tố thì Cường đã biết rồi. Tố Tố thì là một nhân vật nổi tiếng rồi. Tại vì cô là trong một nhóm kịch đúng không? Em là diễn viên kịch nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà gương mặt này thì chắc là không phải là thuần Việt rồi. Dạ. Em cũng giống anh chắc kìa. Em like Việt Nam, Pháp và Bỉ ạ. Dạ. Và người tiếp theo ạ. Dạ, đầu tiên em xin chào tất cả mọi người khán giả và ba vị giám khảo. Em tên là Kelnacon Tây. Vậy là mình gọi tắt là Tây đúng không? Kelnacon. Kelnacon là người ở đâu em ạ? Dạ em là Việt Lai Lào. Chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt đúng không? Những bài nhạc ngoại lời Việt. Dạ, còn ngày hôm nay thì lại cũng gặp ba người tham gia trong chương trình là ba con người con lai nữa. Thiệt luôn á, rất đặc biệt ha. Xin mời ba vị quân sư hãy cùng dành số điểm cho ba người chơi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét của ba vị quân sư dành cho ba người chơi ở cái màn chào sân ấn tượng và sôi động vừa rồi nha. Thì đầu tiên đi là chia sẻ về Tố Tố trước. Ngày hôm nay là thật sự anh cảm thấy lẽ trên sân em rất là xinh, em rất là sáng sân khấu. Nhưng cái sự chú ý của anh lại tập trung qua Jackie nhiều hơn. Tiếc một cái điều đó tại vì sao? Tại vì anh cảm thấy là em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Tại vì em đang không tự tin. Anh cảm thấy là em đang thiếu sự tự tin của bản thân khi mà đứng trên sân khấu. Thì đến những cái đoạn mà xử lý á, lẽ ra em nên để cái mic nó lại gần hơn để cho mọi người nghe được những cái xử lý của em hơn, thì em lại sợ nó giống như là nó over hay là như thế nào đó, thì em lại đẩy nó ra xa và nó không nghe rõ được những cái phần feel đó, thì nó hơi tiếc nuối. Nó là như vậy. Còn bạn Tây có thể nói là một cái giọng hát mà nghe nó trendy nhất và Gen Z nhất và nó hợp thời nhất trong bộ ba ngày hôm nay. Nhưng bản thân Tây cũng giống như là Tố Tố vậy đó, còn hơi thiếu cái sự tự tin trên sân khấu. Anh nhìn thấy em lúng túng, cái sự lúng túng của em. Em có một cái giọng hát rất là hay và rất là đẹp luôn á, nên em phải tự tin hơn vào cái điều đó. Và em cũng đẹp trai nữa. Ngày hôm nay thì anh thực sự là đã phải dành lời khen cho Jackie. Có thể là cho Jackie là có cái kinh nghiệm trình diễn lâu năm hơn tụi em một tí. Khi mà nhìn thấy em bước ra, em nhảy vũ đạo, em thể hiện em như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy á. Tuy nhiên á, là Jackie cũng cần phải chú ý một tí xíu. Anh nghĩ là một tí xíu về cái phần xử lý của mình, để làm sao để cho nó mới mẻ hơn một tí. Thì những cái luyến, những cái feel của em nó quá dễ đoán. Anh có thể đoán được em sẽ làm cái gì ở cái khúc sau, và cái điều đó là sẽ thiếu sự bất ngờ cho khán giả. Đó chỉ vậy thôi. Còn lại ba em đều hát hay hết, rất là tốt. Cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Châu Đông Khoa. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ ca sĩ Phương Vi. Xin mời. Một cái phần mở màn rất là đặc biệt với sự kết hợp của ba bạn. Jackie hình như bữa nay hơi bị hiền nha. Không, tại vì biểu diễn tập thể mà, vũ đạo chung á, cho nên Jackie sợ nó sẽ lố ra ngoài. Vì thấy là hơi bị hiền chút xíu, nhưng mà vẫn rất là đặc biệt giọng hát với cả cái cách mà bạn vũ đạo trên sân khấu nữa. Còn Tố Tố thì khỏi nói rồi, nghe cái giọng cất lên là đã thấy nó một cái sự gọi là nó nội lực á. Nó có cái chất rền ở trong cái giọng nghe rất là đã. Đặc biệt rất là thích cái sự kết hợp mà bè bối giữa các bạn với nhau ở trên sân khấu. Nó có cái sự liên kết với nhau rất là hay. Còn Kelnacon Tây đi. Giống như là Khoa nãy nhận xét rất là sáng sân khấu và cái giọng rất là dễ bắt trend. Cho nên là vì rất là thích cái phần trình diễn của cả ba bạn. Trước khi đến với phần công bố điểm số đến từ ca sĩ Phương Vi, thì bây giờ xin mời anh Vũ Quốc Việt sẽ có những chia sẻ cho các bạn ạ. Thật sự cái tiết mục vừa rồi nó là một cái màn biểu diễn mà đáng để xem lắm. Tại vì ba bạn vũ đạo và hát á, nó quyện vào với một cái nhóm nhảy á, nó giống như là một tập thể vậy, chứ không phải là một ai nổi trội cả. Vì nghĩ rằng tiết mục này là một tiết mục mở đầu, chúng ta vẫn phải chờ tiết mục tiếp theo để ba bạn trình diễn nữa. Rồi lúc đó chúng ta mới quyết chiến ai ở lại và ai là ra đi nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng biết được 1/3 số điểm. Có nghĩa rằng là bây giờ ca sĩ Phương Vi sẽ công bố số điểm cho từng người. Xin mời ca sĩ Phương Vi. Thật ra thì nó cũng chỉ mới mở màn thôi, cho nên là Vi sẽ cho điểm ba bạn để như một cái sự khích lệ cho tất cả mọi người cho cái phần trình diễn của mình ngày hôm nay. Vi cho cả ba bạn 9.5 điểm. 9.5 điểm dành cho cả
Quá khứ luôn làm cho tôi phải rây rứt. Tôi đã khép mình lại, tìm một nơi nào đó không có ai và trốn chạy khỏi hiện tại. Tôi không tin mình đã mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ mà thôi. Nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Chỉ còn lại 4 bức tường và một khoảng không vô tận. Tôi phải tìm đến những viên thuốc an thần để quên đi nỗi buồn của mình trong một thời gian rất dài. Nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng mình phải sống tốt, phải vượt qua tất cả, và không thể để nỗi buồn che lấp lý trí của mình. Tôi sẽ bước tiếp và bước ra khỏi bóng tối của chính bản thân mình. Giọng hát rất tình cảm của ông Vĩnh Quang. Và trước khi ban giám khảo nhận xét thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của khán giả có mặt tại trường quay dành cho bạn. 15 giây bắt đầu. Cảm ơn khán giả có mặt tại trường quay. Trước cái chương trình Người Hát Tình Ca thì chương trình có phát sóng chương trình tên là Ai Sẽ Thành Sao. Thì ông Vĩnh Quang là một trong những cái thí sinh của chương trình này. Và có lẽ là cái câu chuyện của em thì rất cảm động và nhiều khán giả cũng đã biết ông Vĩnh Quang đến với cái cuộc thi bởi vì cái ước muốn của người yêu của anh ấy trước khi qua đời
là muốn Ôn Vĩnh Quang xuất hiện tham dự trong một cái cuộc thi âm nhạc, nhưng mà bạn ấy quá là tự ti, mặc cảm và đã rơi một trạng thái suy sụp trong một thời gian rất là dài, cũng như là bạn nhốt mình trong cái căn phòng của mình, không có đi ra ngoài gặp gỡ ai hết. Nhưng mà một ngày bạn thức tỉnh rằng mình không thể phải sống như vậy mãi, cho nên bạn bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Và lần đầu tiên bạn tham gia là cái cuộc thi Ai Sẽ Thành Sao. Mặc dù hát rất là hay, nhưng mà Ôn Vĩnh Quang đã không may mắn để đi đến cái vòng cuối cùng của chương trình. Và bởi vì ban tổ chức thấy là giọng hát của bạn này rất là truyền cảm, nên đã tạo cơ hội một lần nữa cho bạn có mặt trong cái sân chơi Người Hát Tình Ca. Và đó là lý do ngày hôm nay bạn có với Ảo Ảnh. Chào mừng em đã đến với chương trình này. Và Nguyễn Khai xin phép mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét. Đầu tiên xin mời danh ca Ý Lan. Trước tiên thì chị Ý Lan muốn có lời chia buồn cùng với lại Quang về sự mất mát một người yêu của mình. Được biết rằng là người yêu của em đã mất vì bệnh ung thư, mà chị thì lại là một người đã mang chứng bệnh này và cho đến giờ phút này đã trải qua và vẫn còn ngồi đây. Nhưng có lẽ là người ấy ra đi mà đã phù hộ cho em, và những cái ước muốn của người ấy muốn em đạt đến một cái nơi mà em có thể thoát ra được tất cả nỗi buồn đó. Em hát không phải là chỉ hát để thoát ra khỏi những cái nỗi đau đó, mà em đã hát rất đẹp, rất hay và rất nhiều tình cảm đặt trong tiếng hát của em. Một bài hát mà được hát bởi trái tim của mình, bởi những xúc động của mình. Không ai giống mình và mình không giống ai. Rất là tán thưởng phần trình diễn của em. Xin cảm ơn danh ca Ý La. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất mừng là tôi được ngồi đây nghe bạn hát lần đầu tiên với một cái tâm trí là sẽ quên đi những cái đau và hướng về ngày mai bằng âm nhạc. Và cái điều tôi thích nhất ở Ôn Vĩnh Quang là cái khả năng và cái kỹ thuật của bạn khi mà bạn hát những cái nốt cao nhưng mà nó rất là nhỏ, cái âm lượng rất nhẹ và không hề cau mày, không hề cố gắng. Và thú thật là đây cũng là một cái việc mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn đang tập luyện cho chính tôi. Giọng hát của Ôn Vĩnh Quang thuộc về riêng mình bạn và đừng bỏ phí nữa. Xin cảm ơn. Anh Huy nhận xét tinh tế quá không chị Hà? À quên, yeah. Nói nếu mà cần mài giũa thêm, bạn là một viên ngọc rồi, nhưng mà cần mài giũa thêm, nếu cần gọi tôi sẽ rất là hân hạnh. Wow. Được làm việc, yeah, với bạn. Xin cảm ơn Huy rất nhiều. Rất là ảnh chỉ mới nghe bạn lần đầu thôi, còn Nguyễn Khai thì nghe bạn rất là nhiều lần, mà mới lần đầu mà ảnh cảm xúc nhiều đến như vậy. Có thể là một cái món quà rất đặc biệt dành cho bạn ngày hôm nay, đúng không? Xin mời danh ca Thanh Hà. Chị đợi được mời thôi à? Đấy, em đỡ chị đi, chị đứng đây nè. Yeah. Cho phép chị ôm em một cái. Em rất là mạnh mẽ, em hát rất hay, truyền cảm. Em kiểm soát tất cả những cái nốt của em hát rất tốt. Chị là khán giả hâm mộ của em. Và nhớ là nếu mà em cần mài giũa hơn nữa đó, gọi cho chị. Cảm ơn chị. Yeah. Chị phải bước lên đây để mà thể hiện tình cảm với bạn. Vâng, điều đó có nghĩa là bạn đã chinh phục những vị giám khảo, nhưng mà bạn cần thời gian hơn nữa để bạn chứng minh mình. À, và cố gắng ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Ôn Vĩnh Quang. Xin mời danh ca Ý Lan. Số 10. 10 điểm. À, xin mời danh ca Thanh Hà. Nói dùm Thanh Hà đi, nói lớn lớn lên. Nói lớn lớn lên, đó, đó. 10. Vâng, chị 10 để dành cho bạn 10 điểm. Xin chúc mừng. Và nhạc sĩ Đức Huy. Và tôi xin tặng bạn điểm số cao nhất tôi có thể, 9.5. 9.5, xin chúc mừng bạn. Lấy cái điểm 10 kênh thì khó lắm bạn à. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang rất nhiều. Chợt đôi câu thơ mãi treo lửa sầu.
vầng trăng. Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lứa sợ. Sống giữa bao nhiêu ân tình, bao ân tình mộc mạc lãng quên. Chưa nắng hè gọi nhau dẫm gian che say, cùng em khoác chiếc Dẫu có lỗi lầm cùng với nữ ca sĩ Phương Vi và Ôn Vĩnh Quang.
giữ Phương Vi lại một lát để chia sẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phương Vi biết đến Ôn Vĩnh Quang đúng không? À, thật ra thì Vi cũng đã xem Khoa trên truyền hình rất là nhiều lần rồi ạ. Đã biết đến giọng hát của Quang. Và ba của Vi cũng đã từng khen đây là một cậu bé có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là hay ạ. Thế thì khi mà biết là mình sẽ song ca với lại Ôn Vĩnh Quang thì cả hai đã phải phối hợp với nhau, tập luyện với nhau như thế nào? Vi với Quang thì chỉ có hai lần duy nhất được tập với nhau thôi. Nhưng mà phải nói là Vi rất là thích cái sự gần giống như là cái sự hồn nhiên, cái sự bản năng ở trong cái giọng hát của Quang. Và Vi cảm thấy giống như mình bắt gặp lại được bản thân mình những cái ngày đầu khi mà mình bước chân vào những cái cuộc thi vậy đó ạ. Vi cảm thấy rất là vui, rất là tự hào và cũng phải nói là rất là nhiều cái cảm xúc dâng trào ở trong Vi. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Phương Vi đã đồng hành song ca cùng với Ôn Vĩnh Quang trong tiết mục này. Xin cảm ơn Phương Vi rất nhiều. Xin cảm ơn nhiều. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho thí sinh Ôn Vĩnh Quang. Xin mời ba giám khảo, 100 khán giả có mặt tại trường quay và hội đồng bình luận. Chúng ta sẽ đưa ra những điểm số của mình. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Riêng với tôi thì trong phần trình diễn này, Ôn Vĩnh Quang và Phương Vi đã đạt được đến một cái mục đích hay nhất, tức là sự tương đồng trong phần trình diễn của mình. Cô rất thích tiếng hát của Ôn Vĩnh Quang trong bài hát này. Cái câu đầu tiên khi bắt đầu vào bài hát thì cô cảm nhận được cái tình cảm dạt dào và dày dặn ở trong tiếng hát của Ôn Vĩnh Quang. Cô cảm ơn rất nhiều cho phần trình diễn vừa qua. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thường thường một bài hát đó, nó chỉ có một hay hai hoặc cùng lắm là ba cao trào thôi. Thì cái bài hát này từ đầu đến cuối là hầu hết như là cao trào. Hình như là hôm nay cái giọng của Ôn Vĩnh Quang không chọn đúng bài hát. Mặc dù đấy là một bài hát được nhiều người trẻ yêu thích, Thanh Hà ngồi hát theo. Thế nhưng mà quả thật thì về kỹ thuật á thì rất hay. Hai giọng hòa quyện với nhau, cùng leo cao lên. Và cái điều đó thì chắc chắn là nó không có đem lại cái cảm xúc cho người nghe. Cái bài hát nó làm cho tôi không thể tập trung vào cái giọng hát thật của Ôn Vĩnh Quang cũng như là của Phương Vi. Bởi vì tôi có cảm tưởng như là hai người đang tranh đua là xem ai có thể hát mạnh hơn, ai có thể hát cao hơn. Thì đây là một trong những lỗi lầm mà thường thường chúng ta, ngay cả những người trong nghề lâu năm vẫn phạm phải. Bởi vì nhiều khi người ta thấy một bài hay quá, người ta bảo ồ, cái này hợp với tôi phải hát bài này. Nhưng mà thật ra không phải là cái áo đẹp nào cũng vừa bất cứ người mẫu nào. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy, xin mời danh ca Thanh Hà. Chị đã theo dõi và rất là thích giọng hát của em. Nhưng đặc biệt hôm nay đó, cái giọng của em không có được tròn trịa, không có được tốt như những lần trước mà chị có cái cơ hội ngồi đây để nghe em lần đầu tiên. Và chị đã nhào lên sân khấu và cũng rất là muốn được hát với em một lần. Thì hôm nay chị cảm giác là ca khúc này chưa được hợp với em lắm. Em có thể thích hợp với những loại nhạc trữ tình mà hơi xưa xưa một tí. Và có một vài cái chỗ mà em hát mà trong cái cách hát của em, giọng em rất đẹp nhưng mà vẫn chưa có cái sự gọi là tự tin để mà đẩy nó ra hết. Chỉ nhớ một điều, bài hát sẽ chọn ca sĩ đấy em nhé. Cho nên nhớ chọn cho đúng bài. Xin cảm ơn và vị giám khảo rất nhiều. Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu anh, con yêu hãy quay về đây. Dù đời cũng quá đắng, quá xót xa nhiều, tình yêu đam mê khiến hoa điên dại, con yêu anh, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông, một dòng sông viễn xưa.
hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ là suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muôn phiền, là mây xanh bao quanh cả cuộc đời con. Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con đường, cho con thơ tình nơi ban đầu, có tình khóc tình hát bước chân đầu. Dòng sông thiết tha, chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trời. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông. Xin chúc mừng Ngọc Hương. Vâng, bài hát mà tôi say mê đắm chìm mà không biết là đã kết từ lúc nào, cứ say mê theo cuốn theo cái phần biểu diễn của bà. Thưa quý vị, Ngọc Hương với ca khúc Con Yêu, một sáng tác rất là nổi tiếng. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta cầm điện thoại của mình lên dành sự yêu mến dành cho Ngọc Hương cùng với ba vị giám khảo và hội đồng thẩm định. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn khán giả, hội đồng thẩm định và giám khảo. Và Quyên Khanh xin phép được hỏi ba vị giám khảo, vị nào sẽ chia sẻ đầu tiên ạ? Giáo sư âm nhạc, em hát với câu đầu đi. Câu lê 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 lê, bài nhạc đến lại nhé. Dù đã lỡ bước đến chỗ nơi nào, em hát mạnh hơn, đã lỡ bước. Cái bài này người ta quen nghe đúng không chị? Chị là người ta quen nghe cái power từ cái câu đầu rồi. Vừa nãy em hát nhạc bolero rất là hay, nhưng đến cái bài nhạc này nó pop ballad, nó ra chất hơn nữa. Thì thôi, hôm nay là nói cho hiểu em hát như thế nào, và chúc mừng em với ca khúc này. Em hát cũng rất là ngọt, rất là dễ thương, thì giọng ca có tố chất quyến rũ rất là hay. Cái điều đó rất khó của người nghệ sĩ. Chúc mừng em và em sẽ cố gắng hơn nữa nha. Xin cảm ơn anh Ngọc Sơn và xin mời chị Ý Lan. Đúng như là Ngọc Sơn nói thì tiếng hát của Ngọc Hương rất là tình cảm để trao vào trong bài hát này. Nếu mà Ngọc Hương nhấn nhá để mà cho bung ra bài hát này thì Ngọc Hương hát rất ngọt rồi, nhưng mà cô nghĩ rằng trong một bài hát mình hát ngọt nhưng mà cũng có những cái lúc mình thống khiết, bởi vì trong tâm tư của mình có những cái điều mà mình cần phải rõ ràng để mà mình cho mẹ mình hiểu. Cô chỉ có nhắc nhở điều này thôi, chứ còn thật sự ra là cô rất yêu bài hát và rất yêu tiếng hát của Ngọc Hương trong bài hát này. Cảm ơn. Em ơi, cái cách em hát đúng là rất là tình cảm thật, tình cảm lắm. Em thể hiện độ to, nhỏ, nuôi ăn ở trong bài hát này cực tốt. Nhất là em sử dụng cái chữ mẹ xử lý câu đầu tiên đó, nó rất là tuyệt vời luôn. Phải nói là rất tuyệt vời, anh đánh giá cao cách xử lý đó. Có một chữ duy nhất thôi, em kéo giãn cái nhịp ra, nhấn cái chữ mẹ đó, làm cho anh cũng thấy là em rất là thông minh. Có một chỗ này anh hãy lưu ý em, dòng tóc điểm xương, chứ không phải là dòng sông viễn xưa như em hát nha. Dòng tóc, phải quay trở về để thăm, coi lại, nhìn lại mẹ mình đi, tóc mẹ mình đã bạc rồi. Đó là ý nghĩa mà chị Cẩm Vân đã viết chính xác 100% câu chuyện ở trong bài hát này luôn. Dòng tóc điểm xương em nhớ, chứ không phải là viễn xưa, dòng sông viễn xưa đó. Tất cả mọi thứ đều tốt hết, chỉ có như đó thôi. Chúc mừng em.
Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Giờ phút đêm nay đang ở đâu? Hãy bước chân chung vui cùng ai? Lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Anh dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá của anh hiểu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng anh à. Dù đã biết tình chia khi em quay bước ra đi, một mình anh cô đơn buồn tê, và bao nhiêu mong ước trao nhau giờ tan theo mây bay, lệ rơi sẽ nát cõi lòng. Vừa đến với ca khúc Đêm Cô Đơn với phần trình bày của ba thí sinh Ngọc Ánh, Phương Anh và Khắc Minh. Và có thể thấy ở phần trình diễn đầu tiên trong tiết mục tam ca này, mỗi một người đều có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau khi cùng thể hiện một ca khúc. Và cho phép chúng tôi xin được mời người nhận xét đầu tiên trong hàng ghế ban giám khảo sẽ đưa ra những chia sẻ của mình. Xin được mời nhà báo Trác Thúy Miêu, xin mời chị. Một đêm cô đơn nhưng mà rất là đông đúc, không hề thấy cô đơn tí nào, đúng không? Mình có đến ba câu chuyện, ba nhân vật. Khúc hát rất là đều đặn ngay từ khi mà Khắc Minh cất tiếng hát đầu tiên, nó là sự ấm áp đầy đặn. Nhưng mà sự ấm áp đầy đặn đó được chồng lên bởi hai giọng hát cũng không kém phần đầy đặn, cho nên nó bị đầy quá. Cái sự trống vắng hoang hoải đó chưa nhìn thấy. Tôi chỉ ước là với ba cái giọng ca đầy đặn như thế này, mình tạo được một cái bậc thang cường lực chồng lên đầy đặn hơn về sau và tạo cao trào ở giọng nam cao cuối cùng, hoặc là mỗi bạn tạo ra được một không gian riêng để chúng tôi có thể phân biệt được ba câu chuyện tự sự khác nhau. Xin mời, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin mời ý kiến chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Với một cái tiết mục tam ca hòa hợp như thế này thì tôi nghĩ là không nên bỏ thì giờ nhiều để mà đi tìm cái chi tiết mà cái tựa đề của bài hát nó đưa ra là cô đơn hay không. Và riêng về cái kỹ thuật của bài này thì tôi thấy ba bạn tương đối khá hòa quyện.
hai bạn hát và cũng chừa chỗ cho những người bạn hát của mình. Tôi rất thích bài này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Xin mời danh ca Ý Lan. Cái sự hòa hợp với nhau trong một bài hát với ba tiếng hát thì cần phải có được chia rõ hơn là những câu hát và những nốt nhạc để mà bè với nhau mà đừng có bị nhòa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay. Đương nhiên các em bước ra sân khấu đầu tiên cũng phải có những cái điều mà nó hơi còn hồi hộp, lo lắng một chút. Nhưng mà đẹp lắm, đẹp nhất là ba cái màu trắng, màu nhạt này. Xin chúc mừng phần trình diễn của các em. Trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa quá dễ thương đúng không ạ? Nguyên Khai xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ chấm điểm cho tiết mục của thí sinh Lan Anh. Xin mời 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của giám khảo Ý Lan. Xin mời chị. Có những khi Lan Anh lên cái tiếng hát cao, vút lên rất là khỏe mạnh. Nhưng mà rồi lại cái câu hát kế đó nó vẫn là bấy nhiêu đó nốt, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, nó cứ như thế hai ba câu như vậy. Nhưng cái hay của Lan Anh làm cho cô cảm động vô cùng, là mỗi một câu hát đó của Lan Anh đều nói lên một cái tâm trạng, một cái cảm xúc khác nhau. Nó không phải mỗi một cái câu hát như vậy đều hát to chứng tỏ là tôi hát khỏe, mà cái câu kế lại nhỏ bớt đi, rồi lại có cái sự nhấn nhá
ở trong đó làm cho cái tình cảm của bài hát nó dồi dào hơn nữa. Mà đặc biệt nữa là Lan Anh rất là tươi, rất là tươi, cho nên cô rất thích cái phần trình diễn của Lan Anh. Chúc mừng cưng. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Vâng, nhưng mà nói về mặc đồ mà để có thể rất là sexy, quyến rũ mà vẫn có thể hát được là không ai qua được chị Ý Lan với chị Thanh Hà. Cho nên là nếu mà em muốn học mà những cái kiểu đồ như thế này mà đứng trên sân khấu, em hỏi chị Hà. Chị Hà là rất là quyến rũ khi mặc những cái kiểu đầm như thế này, đúng không chị? Xin mời chị đưa ra nhận xét. Cảm ơn em. Dạ. Lan Anh ơi, chị Hà thấy em hôm nay hát, cái cột hơi của em hình như nó có vài chỗ nó đuối. Đặc biệt với cái ca khúc này đấy. Phần đầu thì có một cái đoạn em feel thì chị rất là thích, nhưng mà đến phần sau thì là em lạc mất. Tức là khi cái câu feel của em không có cái sự tự tin trong đó. Thế nhạc một đường, nhạc vẫn làm rất là tốt, nhưng mà chỉ có em là em feel nó không có vào đâu cả. Và chị thấy là có một vài chỗ em hát hơi chênh, nhưng mà chị vẫn thích em hát giọng thật hơn. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Lan Anh sở hữu một cái giọng nghe là phải chú ý, bởi vì nó lạ lắm. Nếu mà có thể so sánh thì giữa một tiếng chim hót và một tiếng hát của thiên thần, mặc dù tôi chưa được bao giờ nghe gặp thiên thần thật, chỉ có một vấn đề là giống như một người trong phim siêu nhân đó, có cái lực, có cái vũ khí nhưng mà chưa sử dụng được, chưa biết cách nào để sử dụng. Thế thành ra cái câu đầu tiên mà để gió cuốn đi lên rất đẹp, mọi người vỗ tay. Thế nhưng mà sang câu kế tiếp thì là hình như là bạn bị chia trí, bạn nói là tôi sẽ làm gì với những cái để gió cuốn đi còn đến 5-6 đoạn như thế. Thế bởi vì chia trí, phân tâm, nghe theo tiếng nhạc mà để về sau Thanh Hà nói là đuối hơi, thay vì đẩy hết với cái cơ bụng thì lại như là gió, mà gió lại gió vừa thổi ra là đã bị tắt điện ngay. Tôi để ý đó là khi mà Lan Anh do dự đó, cái âm đáng nhẽ nó phải thoát ra thì lại giữ lại vào cuống họng, phải đẩy nó ra, thì tự nhiên là mình sẽ có, mình lấy lại cái sự tự tin. Rồi tôi mong rằng Lan Anh sẽ cố gắng hơn và sẽ cho tôi nghe những bài hát thật hay hơn trong những số tới. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ thì chúng tôi xin mời số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Lan Anh. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô Ý Lan gửi đến Lan Anh số điểm là 9. Em ơi, em ơi, em hỡi người yêu dấu,
đôi mắt em thật rồi. Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu, sao em yêu vội sớm. Ra đi. Em ơi em ơi em hỡi người yêu dấu, đau lòng thay phút giây. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Anh với ca khúc Tiếc Thương Donna Donna. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho Nguyễn Phương Anh, 3 vị giám khảo, 100 khán giả và hội đồng bình luận. Thời gian 15 giây bắt đầu. Thưa quý vị, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào chứ tự nhiên nghe ca khúc Donna Donna này tự nhiên bao nhiêu ký ức về tuổi thơ của mình nó ùa về. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà có lẽ rất nhiều người yêu mến đang có mặt trong khán phòng cũng rất là say mê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên chúng tôi xin mời danh ca Ý Lan thấy chị đứng dậy vỗ tay cho tiết mục này. Xin mời chị chia sẻ trước. Cái phần mà em gan lại, chậm lại, điều đó em đã bỏ hết tất cả những tâm sự, tâm tình và cảm xúc vào trong chỉ một câu hát đó thôi. Em đã lấy lại tất cả những gì mà cô Ý Lan nghĩ rằng em chưa đạt được thì em đã đạt được chỉ qua một câu đó thôi. Đã lấy được lại tất cả tấm lòng yêu thương của cô trong phần trình diễn đó của em. Cảm ơn em. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi đã bị cuốn vào cái bài hát và cuốn vào cái vẻ đẹp bạn đã tô lên. Và hôm nay đó thì tôi không nghĩ là tôi đang ngồi đây để mà chấm điểm soi hay. Vâng, đúng soi vâng. Với lại chấm điểm không, tôi đang là một thưởng thức người phải không anh? Gọi là khách danh dự, được ngồi cái ghế tốt nhất để mà được xem những cái phần trình diễn mà tuyệt vời nhất, và đây là một trong những cái màn đó. Thì tôi xin cảm ơn Phương Anh rất nhiều, xin chúc mừng bà. Vâng, Phương Anh xin mời ca sĩ Hoàng Bách. Bách rất là thích cái nhịp tương đối đều của cái bài hát này. Theo Bách thì nó là duyên dáng, nó đặc trưng với cái nhịp đó. Nhưng Phương Anh hát thì Phương Anh kéo cái nhịp ra nhiều quá, lơi. Anh rất đồng ý với em là mình hát thì đôi khi mình phải lơi và mình phải làm khác đi so với những người khác. Hoặc là mình hát theo cái cách riêng của mình. Bách thích bài này đặc trưng của nó ở những cái phần đúng nhịp. Và nếu có lơi thì lơi ít thôi. Nhưng Bách thấy là lơi hơi nhiều quá và hơi bị lạm dụng một chút xíu về mặt kỹ thuật, thì Bách lại không hoàn toàn là có đồng ý kiến với hai vị tiền bối của mình một chút. Cảm ơn em. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tuy nhiên khán giả cũng sẽ có những cái chia sẻ khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho thí sinh Nguyễn Phương Anh với ca khúc Donna Donna. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin gửi Nguyễn Phương Anh 10 điểm. 10. Xin mời danh ca Ý Lan. Tôi cũng đồng cảm với ông anh Đức Huy của tôi là tôi tặng cho Phương Anh 10 điểm. 10. Xin mời ca sĩ Hoàng Bách. Đây không hoàn toàn là một phần trình diễn mà tôi có nhiều cảm xúc. Nếu mà nói về mặt chuyên môn thì đây là một phần trình diễn tốt. Và tôi tặng Phương Anh 9 điểm. 9. Vâng. Xin chúc mừng Phương Anh. Tạm thời số điểm của bạn là 29 điểm từ ban giám khảo. Đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã.
có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho là tình cảm với ca khúc Đừng Nói Xa Nhau này. Và tôi thấy anh Ngọc Sơn đã đứng dậy vỗ tay cho phần biểu diễn của bà. Bây giờ đây thì là thí sinh cuối cùng, nên trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, chúng tôi một lần nữa xin mời 100 khán giả, hội đồng thẩm định và ban giám khảo dành những điểm số cho thí sinh Thi Nhu. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả, ban giám khảo và hội đồng thẩm định. Nguyên Kha xin phép mời anh Ngọc Sơn chia sẻ trước ạ. Hôm nay Nhung hát hay lắm. Ngoài cái việc mà tại vì tôi cho từ đầu mùa đến giờ ai cũng là 10 hết rồi, thành ra để mình chứng tỏ cái tình cảm mà cái sự phấn khích của tôi khi nghe em hát và những cái giọng, chất giọng rất là ngọt ngào của em, tôi phải đứng lên là em biết rồi đó. Em là một thí sinh rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Hát giọng hát rất là ngọt ngào, hát bolero rất ra bolero và rất là hay. Chúc mừng phần thi của em, từ nốt thấp, nốt cao em hát cũng rất là đạt. Chúc mừng em nha. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Xin mời chị Ý Lan. Trong bài hát này, Thi Nhung hát tình cảm thì chất chứa rất là đầy. Về kỹ thuật, Thi Nhung hát rất tốt. Cô muốn nhắc nhở Thi Nhung một điều, những cái phát âm của Thi Nhung đó, nó cũng có những lúc mà nó cần phải đọc một cách tròn trịa hơn. Tại vì khi Thi Nhung hát phát âm giọng của người Bắc đó thì nó cần phải tròn trịa hơn nữa. Chẳng hạn như cái chữ giang dở đó, nghe nó chưa có đủ tròn đến cái chữ giang dở. Lâu lâu thì cô Ý Lan lại nghe trong một cái câu hát nguyên như thế này thì chẳng hạn như có một cái chữ nào đó đó mà Thi Nhung hát ra nghe nó lại có vẻ nó hơi bị vỡ. Cho nên để ý dùng cho cô cái điều đó nha. Còn về thật sự ra là một bài hát mang được tấm chân tình cũng như về kỹ thuật rất là tốt. Cảm ơn Thi Nhung. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chị Ý Lan. Và người cuối cùng xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Cái chất giọng của em được trời cho sinh ra để hát bolero, để hát cải lương là chính xác luôn. Cái bản lĩnh của anh thấy ở đây là em sắp xếp cái trường độ của từng nốt, từng câu hát của em á được sắp xếp rất là bài bản. Và một hình ảnh quá hiền lành, quá đáng yêu, không có gì để chê trách hết. Dạ em cảm ơn anh. Ủa, em hát cải lương được không? Dạ. Wow, hát thử một câu đi. Thử một câu đi, hai câu đi. Hai câu đi, hát thử xem sao. Vô lăng, vô lăng ơi, đôi ngà sông thương quyến ương ra cơn, thiếp đành cam gái canh bằng chung tình. Wow, quãng giọng rộng quá, hay quá, lên rễ luôn đó. Ồ, treo vào rễ là hay lắm luôn á. Còn hát nữa không? Hát mà nó nghe nổi da gà luôn. Cảm ơn em. Em đến từ Bến Tre đúng không? Bến đâu nhỉ? Anh dạ, quên. Dạ, quê quán em là Củ Chi. Củ Chi. À, Củ Chi mà hát rất. Con thuyền lướt thưa quý vị,
Và đó là ca khúc Chiếc Lá Mùa Đông với ba cô gái xinh đẹp của chúng ta, Lê Phương Anh, Nguyễn Phương Anh và Lệ Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo dành cho tiết mục này. 100 khán giả cùng với hội đồng bình luận. Thời gian 15 giây bắt đầu. Xin được cảm ơn các vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Chúng tôi xin mời ca sĩ Hoàng Bách. Mời anh. Cái bài hát này nó không phải là một cái bài hát dễ để kết hợp vào thành hát nhóm, bởi vì nó không có nhiều cái chất để mà hát chung với nhau. Ngay cả những cái đoạn lơ nhịp các bạn cũng có sự tập tành kết hợp được với nhau. Và bè cũng chuẩn từ đầu đến cuối. Chỉ có tiếc là, tôi tiếc là bài này nó tình nhiều quá. Cho nên là khi chia ra hát thế này thì các bạn cần một cái thời gian rất là lâu hát chung với nhau thì cái tình đó nó mới truyền tải được hết, bởi vì cái cữ giọng, cái cách hát mỗi người nó đều bị khác nhau. Nhưng dù sao đây là một phần trình diễn tôi nghĩ là kết hợp khá là tốt của các bạn. Cảm ơn, vừa hay vừa đẹp. Dạ, xin cảm ơn anh. Có lẽ anh cho đến bây giờ là người đàn ông duy nhất chỉ một câu nói mà khiến ba người phụ nữ cùng cười. Dạ. Và bây giờ thì xin mời danh ca Ý Lan. Chị có để ý thấy là anh Bách ảnh rất khéo không à? Ý Lan nghĩ là Bách không khéo đâu, mà Bách nói sự thật về quả tim của Bách. Là Bách là người rất là tình cảm. Tại nó sự thực, nó đẹp quá thế này, mình không, làm sao mình chê được cái gì nữa chị hả? Chị cũng công nhận với em điều này. Trên sân khấu giờ này là chúng ta nhìn thấy ba đóa hoa, ba màu sắc khác nhau, nhưng mà thật sự là để tạo thành một ngôi vườn thì đây là những đóa hoa đẹp nhất. Vâng, có bác làm vườn đứng bên cạnh nữa chị. Dạ, con chim sâu. Ghê quá, xin quý vị vỗ tay cho cái con sâu kia của Ý Lan. Trong phần kết hợp của bài hát này thì cô Ý Lan nghĩ rằng ba em hát không có điều gì để mà chê cả. Có đôi khi không ít những cái đoạn mà cô Ý Lan nghe được rằng là vẫn còn thiếu cái sự đều đặn đối với nhau thôi. Cô Ý Lan ước chi Nguyễn Phương Anh thay vì diễn rất nhiều với Lệ Ngọc thì nên chia cái phần diễn đó để nhìn qua với lại Lều Phương Anh, để có cái sự tương tác với Lều Phương Anh. Thì ở dưới này cô không nhìn thấy rằng là Lều Phương Anh có phần bị lẻ loi. Người ca sĩ đứng giữa có một cái chức năng và một cái bổn phận để làm sao đồng đều cho hai bên, hai người ca sĩ bên cạnh mình không người nào cảm thấy là tôi bị bỏ rơi. Cảm ơn ba em rất nhiều. Dạ, và xin phép mời nhạc sĩ Đức Huy. Dạ, xin mời anh. Tôi xin ngắn gọn thôi là tôi rất thích phần trình diễn của ba bạn. Và tôi thích nhất Nguyễn Phương Anh đã rất ý tứ hát cái giọng cao của mình bè, nhưng mà để cái mic xa để mà không lấn giọng của hai bạn kia. Và nói chung thì đây là cái màn hợp ca mà tôi thấy trọn vẹn đấy. Tại vì nó có bè, rồi thì nó có cái giọng chính, chỉ có hai giọng thôi. Nhưng mà nếu mà có thể đề nghị làm hay hơn đó, cái bè đó chúng ta bớt đi. Có thể là để hai câu đầu bè, xong hai câu sau hát đồng giọng hết, thì nó bớt ngọt ngào quá. Nhưng mà nói chung là tôi rất thích. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy.
có nhớ đêm nào. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn số điểm của khán giả có mặt tại trường quay dành cho Ngọc Hương với ca khúc này. 15 giây dành cho khán giả, bắt đầu. Chúng ta vừa đến với phần bình chọn của khán giả dành cho Ngọc Hương. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích cái màn trình diễn vừa rồi, nhộn nhịp, vui tươi. Và tôi thích cái cách nhấn nhá, cái ngắt chữ của em. Nếu mà bớt nhăn nhó tí xíu thì tốt hơn nhá. Phải thú thật mà nói là hồi này trí nhớ tôi không có tốt, thành ra tôi không có nhớ rõ là đêm nào, không nhớ là đêm thứ mấy. Thế nhưng mà bạn hát rất tốt. Anh có liên quan gì đến cô này hả? Không, bạn không, nhớ, tại vì mình phải trả lời câu hỏi là anh ơi có nhớ đêm nào không, thì hồi này trí nhớ mình đi nghỉ hè rồi. Mình chẳng nhớ gì cả. Xin tha lỗi cho cái thiếu trí nhớ. Nhưng mà một màn diễn tôi còn nhớ rõ là đây là một màn diễn tốt, thế là đủ rồi. Anh Huy á, ảnh hình như là cứ ưu ái với người đẹp thí sinh, hồi nãy ảnh nhận xét nhiều lắm. Em bước ra ảnh nhận xét có vài vòng xong ảnh nhường lại cho hai người còn lại. Bây giờ thì xin mời danh ca Thanh Hà, mời chị. Ngọc Hương, em có một cái nụ cười rất là tươi. Như anh Đức Huy nói là đây là một màn trình diễn mà chị thấy là sôi động. Vừa nghe em hát hay mà lại được xem giải trí, tốt. Tuy nhiên một vài chỗ chị nhắc là cái thể điệu này đó, em cần phải nhấn nhá hơn nữa mỗi một lần em hát. Tại vì cứ có nhớ đêm nào rồi có nhớ đêm nào, mỗi một lần có nhớ đêm nào em phải hát khác cho chị. Và em chơi với cái nhịp thì là cái bài này của em nó sẽ hay hơn nữa. Cho phép anh đàn hò em nhé. Dạ vâng ạ. Thay vì là có nhớ đêm nào lần thứ nhất thì lần thứ sau có thể là có nhớ đêm nào, hoặc là có nhớ đêm nào. Mỗi một cái nhấn mạnh nó tạo cho một cái cảm xúc khác. Thì mình nên áp dụng kiểu này thì chị nghĩ là cái phần trình diễn của em hôm nay nó còn tốt hơn nữa. Và em rất là tươi, chị thích bộ váy của em và sự trình diễn sống động. Cảm ơn chị. Đó, bây giờ giám khảo góp ý, em làm thử luôn một đoạn cho giám khảo xem coi là cái có nhớ của em lần 1 với lần 2 nó khác nhau không? Em làm thử coi. Có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này. Rồi bây giờ lần 2 cũng cái câu đó. Có nhớ đêm nào. Được. Vậy đó. Cái khúc mà nhớ nhớ bay bay này nó phiêu phiêu kìa. Tiếp thu nhanh lắm. Thực sự đó em biết không, tài năng á là rất là nhiều người có. Điều này chị và anh Đức Huy lúc nào cũng công nhận. Nhưng mà cái sự thông minh để mà xử lý một ca khúc là cái người tài năng cần phải có nhiều hơn nữa, để mà làm cái ca khúc này nó khác và nó thuộc quyền sở hữu của mình mỗi lần mình hát. Góp ý với em như vậy thôi. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô rất là ngạc nhiên. Bên cạnh cái sự ngạc nhiên đó đã cho cô một câu trả lời rất là tốt đẹp trong cái phần trình diễn của Hương vừa rồi. Nóng bỏng vô cùng nhá. Rồi cái đặc biệt nữa là giọng hát của Hương trong bài hát này rất khỏe. Và nó định hình cho một cái dòng nhạc khác hẳn mà Hương đã làm thành công trong phần trình diễn vừa qua. Cô chúc mừng Hương rất là nhiều. Xin chúc mừng Ngọc Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo dành cho phần thi của Ngọc Hương. Đầu tiên chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Cười Ngọc Hương 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. 10. 10. Wow. Xin mời danh ca Thanh Hà. Chị đó là chị thích nụ cười của em nè, trang phục nè, bài hát nè. Nhưng mà chị cũng rất là công tâm, cho nên tiết mục này chị gửi đến em 10 điểm. 10 điểm. Bây giờ trước khi rút vào, chào một cái như hoa hậu rồi bước vô cả. Cảm ơn em, bước vô. Dạ. Không một ai khác trên đời, đêm về êm tuyết trắng. Không một nơi khác trên đời, lấp lánh
là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên nép trong lòng anh. Tình yêu trong lành như thế gian, nửa cánh hoa mềm giữa tuyết lang. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu chiều mê. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ siêu. Một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng, không một ai khác trên đời lấp lánh anh là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên nếm trong lòng anh. Trong lời nhất thế gian, nhờ cánh hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hỏi câu chiều mến. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ. Trong lời nhất thế gian, nửa cánh hoa mềm giữa tuyết lang. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu chiều mê. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ước tuyết say. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ. Cho tôi yên vui một ngày.
cho tôi nhiều điều chưa hay. Quanh đây đâu ai quay lưng lại nhìn, quanh đây đâu ai bơ vơ một mình. Và đó là Quốc Dương. Yeah. Và chúng ta không còn thấy hình ảnh của một chàng ca sĩ nhí nè, hát tình cảm nè, hát ở trong hơi thở và đầy cảm xúc nữa, mà bây giờ chàng trai ấy đã có nội lực vô cùng lớn luôn, đã có sức bứt phá vô cùng nữa. Và chúng ta hãy cùng dành cho Quốc Dương một tràng pháo tay thật lớn nào. Yeah. Và bây giờ xin mời các vị quân sư sẽ cho số điểm ạ. Xin cảm ơn các vị quân sư. Không biết là với phần trình diễn màu sắc vừa rồi, anh Quốc Việt nghĩ như thế nào ạ? Cái bài vừa rồi thì con thấy tiết mục của con rất là đẹp. Chúc mừng con. Dạ vâng, cảm ơn chú. Con, Quốc Dương, chú bổ sung cho chú Quốc Đại nữa là biết sao mà cái tiết mục của con mà chú Quốc Đại thích nhất trong ba người này không? Tại vì xả khói lạnh. Chú Quốc Đại đang mặc 5 lớp áo, xả khói lạnh là khoái lắm, mát là khoái liền. Ủa? Chứ em tưởng đó là giờ cái chuyện khác mà chú Quốc Đại dành tình cảm hơn đó. Tại vì ở đây là có Quốc Dương nè, Quốc Đại rồi Quốc Việt đó, ba Quốc, tam Quốc luôn giờ thôi. Tam Quốc luôn. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét của chú Võ Tấn Phát nè. Lúc đầu mở màn ra là con từ trên cầu thang con đi xuống, phiêu phiêu nhẹ thôi. Mà ước gì ha, ước gì giá như cái đoạn cao trào ở kết đó, con chạy lên ngược lại, tại vì nó cũng rất là khớp với lại tinh thần của bài hát. Đó là mình xua tan cái bóng tối mà mình tiến về ánh sáng. Và cái dàn dựng nguyên cái bậc cầu thang như là mình đang hướng về hướng ánh sáng đó. Thì chú có nghĩ trong đầu là à, giá như là con chạy lên, cái không khí ở phim trường nó sẽ cháy hơn nữa, nóng hơn nữa. Nhưng mà cái chú nghĩ lại à, nhiều khi con sợ về sự an toàn à, cho nên là mình cũng không có dám nói thêm, có biết xíu xíu vậy thôi. Dạ. Với lại những lời chia sẻ của các chú á, là giống như là chú mong muốn kỳ vọng nhiều hơn thôi à, nhưng mà tiết mục của con là rất là hay rồi, rất là ngon lành rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe công bố điểm của chú Quốc Đại dành cho con ha. Với cái tiết mục vừa rồi đó là 10 điểm. Wow. Dạ, chúc mừng chú.